chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Sáng hôm nay mình đi ra ngoài vườn chỉ để thăm vườn bình thường thôi các bạn. Nhưng mà mới thấy là hôm nay mãng cầu chín quá chừng luôn. Đây nè các bạn coi, mình đã hái nè. Tất cả những dưới này là mãng cầu chín cây không đó. Mà còn có bị con sóc nó ăn nữa nè. Các bạn thấy không? Uổng quá à. Hôm nay chắc là mình cũng phải đi ở đây nè. Ôi da, chín chín mà chín quá chừng, có con mấy con sóc nó ăn nữa nè, mấy trái ở trên cao nữa rồi các bạn. Ôi da, mình mấy cái xuống mình để dưới đất. Chín rụi nọ chín mà nó không chịu rụi rớt cái cùi. Ôi cái này chín nữa rồi nè. Trái này nó chín ở trên cao, mình chờ mình hái cái nó rớt xuống nè các bạn. Ổn quá đi, cái này là cây thứ nhất, còn một cây nữa. Này là chín hết trơn rồi, chín này là chín phải ăn luôn á. Nhưng mà năm nay mãng cầu của mình không có bỏ phân á, nên trái thì nó không có lớn nhưng mà ngon lắm nha các bạn. Ăn có trái mình ăn nó ngon như là mãng cầu sim luôn vậy, nó dai, nó có nước mà nó chua chua ngọt ngọt. Tiếp tục chín các bạn ơi. Đây nè, mấy cái chín cái con sóc á, nó bợ xuống nó ăn, còn lại cái nó ăn cái này còn mấy trái mà. Nhưng mà không sao. Này các bạn ơi, chín hết rồi, ăn không kịp. Chín cây mà chín kiểu dày nè. Là lẽ ra là hôm nay mình không có hái quýt nha các bạn, mà bởi vì cây quýt này nó chín nhiều quá à, rồi nó bị khô nữa, nên thành ra mình phải hái để thôi nó vài bữa nữa nó sẽ khô thì mình không có ăn được, uổng lắm các bạn. Nó lớp rất là ngọt các bạn ơi, thích lắm. Cây quýt này là mình chuộng lắm luôn nè. Năm nay cây quýt này cũng nhiều trái anh ha. Cái nè, năm trước còn nửa này à. Năm nay không biết sao mà quá chừng trái luôn. Cái này mình à, biết chắc quá chừng luôn. Giờ á, hái em mới thấy nhiều nè. Các bạn biết không, bây giờ mình hái mình mới thấy trái nó nhiều, mà trái cũng bự nữa nè. Thu hoạch sướng tay thiệt chứ. Anh thấy cái trái cái cây này nó hay cũng lớn phải không anh? Lớn trái á. Mà rất là ngọt. Mấy năm trước á, là mình hái mình đem tới nhà thờ ăn luôn á. Mà năm nay thì Covid, thành ra cũng không có ai tới, không có ai ăn hết. Các bạn ơi, bây giờ đây mình sẽ bỏ những trái mãng cầu chín cây vô trong những cái bịch giống như vậy để mình sang biếu hàng xóm. Bởi vì hàng xóm của mình ở đây thì phần lớn là ngoại quốc. Họ cũng có khi đi ngang gặp mình cũng hỏi về cái trái mãng cầu. Hôm nay thì nhân cái dịp mà mãng cầu của mình nó chín quá chừng luôn, nó chín cỡ 30 trái vậy các bạn. Thì mình sẽ đem biếu những người hàng xóm của mình để giới thiệu về cây mãng cầu của mình luôn các bạn nha.
cái bịch này thì nó không được lớn, thành ra có lẽ mình cũng để chừng được vài trái thôi các bạn ơi. Mà năm nay mãng cầu của mình rất là ngon luôn, mặc dù trái không có lớn nhưng mà nó chất lượng lắm, bởi vì mình không có rải phân á nên mãng cầu rất là ngon. Chắc mình có chừng được 3-4 nhà gì thôi nè các bạn, tại vì có một số nhà thì mình cũng không có thấy họ luôn, có rớt xuống không nữa. Có cái nhà đối diện của mình có mấy đứa nhỏ nên mình cũng muốn đem cho nhà đó một vài trái. Mình lựa mấy cái trái này là mấy trái nguyên này nha các bạn. Còn mấy cái trái phía trong này nè, thật ra mình chừa lại là tại vì nó bị nứt, cũng ngon lắm, nó đã chín hết rồi nè, nhưng mà mình không có cho được các bạn, bởi vì nó không có nguyên vẹn, mình cho mình cũng ngại lắm. Mình hái từ hồi sáng mà bây giờ mình mới đem cho là bởi vì buổi chiều á mới có người ta ở nhà nha các bạn. Ngon quá à. Rồi, mình được 5 phần rồi đây các bạn. Các bạn ơi, mình hái xong mãng cầu và mình cũng bỏ vô bịch. Rồi một vài phút nữa đây mình sẽ đem tặng tới những người hàng xóm của mình. Mình không tiện quay hình của họ nha các bạn, mong các bạn thông cảm. Mình sẽ dừng video ở đây luôn. Cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã xem video của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.